gương thánh hóa soi sáng và dẫn Đức Giáo Hoàng Benedicto, quý hồng y, quý giám mục và linh mục để các ngài gương sáng suốt hướng dẫn giáo hội nơi trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn mọi người, đặc biệt các bạn trẻ, để cùng nhau hiệp nhất yêu thương xây dựng giáo hội Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Giới trẻ thế giới, các bạn trẻ trên toàn thế giới đang quy tụ trong đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 23 tại Sydney. Và hôm nay, ngày hội thảo giáo lý đầu tiên, giới trẻ cùng nhau học hỏi chủ đề được mời gọi sống trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài đến để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và tác sức cho các bạn trẻ sống xứng đáng ơn gọi của mình trong ánh sáng Chúa Thánh Thần, để hăng say ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho giới trẻ Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam từ muôn phương đang hội ngộ trong đại hội giới trẻ thế giới để cùng nhau chia sẻ yêu thương trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giới trẻ Việt Nam được sống xứng đáng ơn gọi sống trong Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận sức bằng Chúa Thánh Thần, các bạn trẻ Việt Nam hân hoan và hăng say ra đi sống chứng nhân và rao truyền tình yêu Thiên Chúa cho tha nhân. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Cầu cho ban tổ chức và các thiện nguyện viên. Chúa phán, các con đã lãnh nhận nhân công, hãy cho nhân công. Ban tổ chức đại hội giới trẻ thế giới cũng như ban tổ chức đại hội giới trẻ Việt Nam và các thiện nguyện viên đang thực hành lời Chúa trong đại hội giới trẻ thế giới này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong ban tổ chức đại hội và các thiện nguyện viên được sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần, để họ hăng say và vui tươi dấn thân tiếp tục hoàn thành sứ mạng Chúa đã trao phó. Chúng con cầu xin Chúa. Thank you.
Gần 3.000 người tham dự bữa BBQ Úc Châu do 170 người trong phong trào Tushio phục vụ. Các bạn có thấy là đội ngũ phục vụ của chúng ta hôm nay rất là đông đảo. Lễ xong, gần 3.000 người tham dự bữa BBQ Úc Châu do Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney quản đãi. Do 170 người trong phong trào Tushio phục vụ, các bạn trẻ Việt Nam vui tươi và hạnh phúc trước tâm tình yêu thương và phục vụ của các bạn trẻ khác và của phong trào Tushio. Đây là những người mà rất là thân thương từ bờ biển Nha Trang. Họ đến đây là nhìn thấy rất là mặn mà. Trong đó là phái đoàn trưởng phái đoàn là cha Bắc.
và cái người mà phụ tá rất là chặt chẽ và coi như là phụ giúp cho đất rất là nhiều, đó là anh Quỳnh Lộc. Kính thưa quý vị, đây là Đức cha Paulo Bùi Văn Đồng, người đã giảng giáo lý ngày hôm nay. Thưa Đức cha đến đây với chúng con tại hội giới trẻ này, niềm vui trọn vẹn. Và Đức cha có cảm nghĩ gì khi sáng nay Đức cha dạy giáo lý cho các bạn trẻ chúng con, thưa Đức cha? Trước hết á, khi mà nói về Chúa Thánh Thần đó, thì tôi ước ao Chúa Thánh Thần tác động lên các bạn trẻ. Tôi đến đây thì cảm thấy Chúa Thánh Thần đã làm việc trước rồi, cũng đã tác động rồi. Tôi góp phần thêm thôi, cộng tác thêm thôi. Để cộng tác thêm như vậy, tôi cũng đã cầu nguyện rất là nhiều. Vâng, thưa Đức cha thấy là cái bữa barbecue này là một bữa barbecue đặc biệt, là một trong 250 cho tới 300 địa điểm khác nhau. Và cái đông nhất, chúng con biết là chỉ được khoảng chừng là 800 cho tới 1.000 thôi, mà đây 3.000 người và tất cả 170 người phục vụ. Đức cha có cảm tưởng thế nào trong cái tình yêu Thiên Chúa qua cái bữa tiệc Agape chia sẻ ngày hôm nay, thưa Đức cha? Tôi rất là làm vui. Khi nói Chúa Thánh Thần thì tôi vẫn quan niệm Ngài là cái sức mạnh yêu thương, cái sức mạnh của tình yêu. Mà cái sức mạnh đó là quy tụ tất cả mọi người chúng ta lại đây, ban cho chúng ta cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự phấn khởi. Đó là điều rất là vui mừng. Và hy vọng Chúa Thánh Thần tiếp tục thúc đẩy chúng ta không những là yêu thương nhau, không mà yêu thương tất cả mọi người khác nữa. Đức cha có điều gì nhắn nhủ với các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới nói chung và riêng các bạn trẻ tham dự đại hội giới trẻ ở tại đây, thưa Đức cha? Trước hết tôi rất là tin vào Chúa Quang Phòng. Và cái điều này tôi cũng đã nói sơ qua lúc mà tôi dự đại hội giới trẻ ở Toronto, là tôi quan niệm tất cả những người Việt Nam ở nước ngoài đó là những sứ giả của Chúa thực sự. Chúa đã dùng cái cách đó để sai những sứ giả tin mừng đi khắp nơi. Đâu có cái dân tộc nào mà hiện diện ở nhiều nước nhiều như vậy. Chỉ có cái dân tộc Việt Nam mình là mình phải có cái ý thức rất là mạnh về cái sứ mạng của mình, làm sứ giả tin mừng Chúa. Thì tôi nhắn nhủ các bạn trẻ phải ý thức cái điều đó, hãy nỗ lực, hãy cố gắng, cố gắng sống tốt, cố gắng gìn giữ cái bản sắc văn hóa của mình, và cố gắng sống đạo, cố gắng dấn thân, cố gắng xây dựng giáo hội ở các nơi mình hiện diện. Vâng. Chúng ta cho một tràng pháo tay để cảm ơn Đức cha. Chúng ta có Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức cha nhập vật Lạng Sơn, Cao Bằng, từ mái miền Bắc đất nước của chúng ta về đây với chúng ta. Và khi thưa Đức cha đã tham dự đại hội giới trẻ của chúng con ở tại đây ngày lễ khai mạc, và ngày hôm nay Đức cha chủ tế, Đức cha cho con cảm tưởng của Đức cha thế nào đối với tuổi trẻ Việt Nam của chúng con trên toàn thế giới tập trung về đây trong thánh lễ ngày hôm nay, thưa Đức cha? Là một giám mục trẻ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, được tham dự đại hội giới trẻ trong tư cách là người truyền đạt lời của Chúa, giáo lý của Chúa, trong tình thương của Chúa và của Thánh Thần đến các bạn trẻ. Và trong những ngày này thì rất là bất ngờ khi các bạn trẻ dù khác biệt về ngôn ngữ, khác biệt về mảnh đất mình đang hội nhập, thế nhưng họ cùng một con tim Việt Nam, họ cùng có một lý trí Việt Nam, họ cùng có một vòng tay Việt Nam, và tinh thần trẻ Việt Nam đó đã xích lại với nhau đem lại sự hiệp nhất yêu thương. Và đó chính là sự hiệp nhất mà giáo hội đang mong muốn để các bạn trẻ trở nên làm men, làm mối ánh sáng cho cuộc đời. Và chính họ đang cảm nhận ơn Chúa Thần đang đổ xuống trên họ. Và đó chính là ấn tượng đặc biệt nhất của con. Vâng, thì khi mà nhìn thấy hình ảnh mà một bữa ăn như vậy thì con trong đầu chỉ có một cụm từ mà thôi, đó là bữa ăn Agape. Một bữa ăn rất vinh đệ, một bữa ăn của Chúa Giêsu, và chính bữa ăn mà Đức Kitô đã mở ra từ các tiệc ly ngày hôm nay vẫn tiếp tục đồng hành với các bạn trẻ và với mọi người kia hữu trên toàn thế giới ngày hôm nay. Được Chúa ở đây nói là một lời ăn tôn giáo trong gian chia sẻ đầy tình thương. Và Đức cha có điều gì nhắn nhủ với các bạn trẻ Việt Nam trên toàn thế giới nói chung và các bạn trẻ Việt Nam quốc nội nói riêng, thưa Đức cha? Các bạn là người trẻ, các bạn hãy nhận ra rằng thế giới này rất nhiều những điều kiện để giúp các bạn phát triển, nhưng thế giới này cũng rất nhiều những khó khăn mà nếu các bạn không cẩn thận đánh mất chính mình trong một thế giới mà dần dần xem ra như loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội. Các bạn hãy nhận ra một tình thương Chúa
Chúa Thánh đang biến đổi các bạn, những các bạn nhận ra mình phải là men, là muối để thánh hóa thế giới, thánh hóa môi trường, và đó là thách đố lớn nhất của người trẻ. Và hy vọng các bạn trẻ làm điều đó, bởi vì với những gì ơn Chúa ban cho, các bạn nhận ra tình thương của Chúa thì Chúa sẽ đồng hành các bạn trên mọi nẻo đường. Buổi tối, mùa đông đã trở về. Hàng hàng lớp lớp các bạn trẻ Việt Nam lại đổ về Whitlam Center tham dự Đại Nhạc Hội Trở Về Nguồn. Sân khấu trang trí rất ý nghĩa, với bản đồ Việt Nam yêu thương được ghép bằng những hình nhà thờ và thánh giá rất ý nghĩa. Ban nhạc jazz, LBT, melody và dàn nhạc giao hưởng chiếm cả khu vực bên phải sân khấu. Đúng 6 giờ 35 chiều, chương trình Đại Nhạc Hội khai mạc. Dàn trống cổ truyền Việt Nam do giới trẻ San Jose trình diễn lôi cuốn cả hội trường với chủ đề Tiếng trống về nguồn Việt Nam mến yêu, do giới trẻ La San giáo xứ Việt Nam San Jose, California. Thứ nhất, tiếng trống mở nước, dựng nước. Thứ hai, tiếng trống giữ nước, diệt xâm lăng. Thứ ba, tiếng trống Nam Quốc Sơn Hà. Thứ tư, tiếng trống yêu thương cho đến cùng. Thứ năm, tiếng trống thiết tha tình mẹ. Thứ sáu, tiếng trống thôi thúc tình yêu nước. Thứ bảy, tiếng trống giao lưu với muôn người. Và những màn vũ điệu xen lẫn tạo thành một bản trường ca về tiếng trống Việt Nam vang dội trong những y phục cổ truyền Việt Nam. Kết thúc là tiếng trống Việt Nam vang dội xa ngàn dặm theo đoàn người dân Việt vượt biển vượt biên, vang xa trên toàn trái đất. Khán thính giả thưởng thức tiếng trống Việt Nam với những tràng pháo tay không dứt. Thank you.
Thank you.
Thank you.